Mai chúng ta cái buổi gọi như là cái buổi tổng kết thôi nhỉ. Tôi tổng kết lại tất cả những gì chúng ta đã học từ đầu đến giờ nhé. Là Python là cái gì chúng ta đã biết rồi, đó là cái chương trình người ta làm cái lập trình bậc cao. Tuy nhiên nó là một cái lập trình bậc cao nhưng nó thì được thiết kế rất đặc biệt. Nó là chương trình thông dịch và nó lập trình là dựa trên cái ý tưởng của cái việc là ta viết như là viết như là viết ấy. Tức là cái số dòng ta viết thuộc vào để ta căn chỉnh theo các cái lề bên trái, thì đó là cái ý tưởng của cái bản chất của cái ngôn ngữ lập trình Python là như vậy. Và cái ý tưởng này làm cho Python rất là dễ dàng khi mà khi viết. Khi chúng ta thiết kế bằng cái ý tưởng viết ra một cái thuật toán thì thật ra là ta viết đúng như là lập trình Python vậy. Cho nên Python là ngôn ngữ mà để mô tả thuật toán là tuyệt vời nhất. Khi mà trong tất cả các sách bây giờ viết về thuật toán ấy, thì khi họ mô tả các cái ý tưởng thuật toán, nó gọi là cái mô tả theo theo liệt kê ấy, thì thực chất là chính là liệt kê theo các lệnh của Python hết. Cho nên là cái Python là ngôn ngữ nó rất phát triển là vì vậy nhé. Rồi thì chúng ta tổng kết lại một số ý này. Đầu tiên chúng ta thấy là gì, là rất quan trọng là gì, là trong Python là tất cả mọi mọi thứ đều là đối tượng hết. Tất cả mọi thứ đều là đối tượng. Ở trong Python thì mọi cái đối tượng mà chúng ta mọi cái kiểu dữ liệu mà chúng ta quan tâm đều là đối tượng cả. Đó thì nếu mà học sâu hơn nữa chúng ta có thể thấy rằng thì là Python nó về phần lõi của Python ấy, nó chỉ có khoảng hơn 10 cái kiểu dữ liệu thôi. Thì để chúng ta học cái gì? Chúng ta học gì? Kiểu dữ liệu đơn nhất ấy, là kiểu dữ liệu là in này, kiểu dữ liệu số thực này, float này, đúng không? Kiểu dữ liệu là một bool này. Đấy. Kiểu dữ liệu là string này. Đấy. Chưa? Rồi chúng ta học kiểu gì nữa? Kiểu dữ liệu là range, mà thằng kia range nó chính là cái hàm để chỉ rằng cái vùng dữ liệu, nhưng nó chính là một kiểu dữ liệu range. Và chúng ta đã học kiểu dữ liệu gì nữa, và kiểu dữ liệu là gì, là list, là kiểu dữ liệu rất là quan trọng, là dãy nhé. Rồi là một kiểu dữ liệu dãy khác đó là tuple, cũng là dãy. Thì cái tuple nó gọi người ta hiểu là dãy hằng, còn list là dãy bình thường thì đúng nghĩa. Rồi chúng ta học tiếp. Thật ra những kiểu dữ liệu thật ra những cái khi mà chúng ta học về slicing chẳng hạn, slicing thì bản thân slicing nó cũng là dữ liệu, là một cái vùng chỉ số ấy. Thì từ ít là a là một dãy số thì a là trừ chạy từ 0 đến 3 chẳng hạn, 0 2 chấm 3, thì bản thân nó cũng là một cái đối tượng. Thì tất cả những cái này nó là đối tượng hết. Như vậy là ở trong Python thì mọi thứ đều là đối tượng cả, được chưa? Thì nó có những đối tượng lõi và có đối tượng mà sau này chúng ta có thể tạo ra, thì nó vì nó là cái môi trường lập trình nâng cao, mà lập trình cơ bản cho chúng ta là chúng ta có thể tạo ra được các cái đối tượng riêng của chúng ta thông qua cái mô hình, thông qua cái từ khóa lớp class. Nhưng mà đây là những cái đối tượng có sẵn ở trong chương trình. Được rồi, thì chúng ta nhắc lại một chút, là tôi nhắc lại các bạn một chút về cái mô hình đối tượng lần nữa cho chúng ta dùng lại nhé. Đấy. Chúng ta dùng lại một chút lần cuối cùng nhé, trước khi mà bên chúng ta cũng buổi hôm nay và buổi sau là chúng ta kết thúc lớp rồi, thì tôi muốn nhắc lại lần nữa để chúng ta chú ý nhé. Đây thì tôi xóa cái này, tôi về làm lại cho anh chúng ta nhé. Rồi, như vậy là ở trong Python thì mọi thứ nó đều là đối tượng hết, được là đối tượng hết, được chưa? Mà khi mà nhắc đến đối tượng ấy, là nó phải nằm ở trong một cái class nào đó, khi tôi mô tả trong một cái class nào đó, được chưa? Và trong class này thì chúng ta chú ý là nó có hai thứ, nó có một thứ nó gọi là thuộc tính, nó là attribute, hay là nó là thuộc tính của đối tượng tính, và cái thứ hai nó là các cái phương thức.
là các cái hàm method, là các cái hàm, là đây là cái phương thức. Đấy. Thì như vậy là mọi thứ ở trong bản thân đều là đối tượng hết, mà chúng ta thấy đã thấy tất cả những cái in này, flow này, str này, đúng không, bool này, bool này, range này, range list này, tuple này, thì tất cả những cái này nó đều là đối tượng hết, đối tượng dữ liệu hết, rất quan trọng. Và tổng số tất cả những cái kiểu như này là chúng ta chưa học hết đâu, chúng ta mới học được một ít thôi, nhưng mà thực ra tổng số nó không nhiều. Các bạn có thể sau này các bạn tìm hiểu thêm, thì toàn bộ tất cả những cái như thế này là tất cả đối tượng dữ liệu này, thì ở mà Python lõi của nó chỉ khoảng, tôi nhớ là chỉ khoảng là 20 thì phải, từ 20 cho đến không nhiều lắm, tra cứu nó cỡ khoảng 20 đến 30 kiểu dữ liệu tất cả. Khi mà ta học thuộc lòng tất cả các kiểu dữ liệu này thì chúng ta nắm vững hoàn toàn cái Python. Nhưng mà trong cái dữ liệu này thì cái phần mà trên in, float, str, bool, range, list, tuple là cái hay dùng nhất, hay dùng nhất. Tất nhiên nó còn có các đối tượng khác nữa nha, nhưng đây là cái đối tượng mà cơ bản nhất. Rồi, thế thì cái để mô tả của đối tượng thì ở trong Python thì một đối tượng nó gồm có những cái tính chất nào, những cái gì để phân biệt cái khái niệm đối tượng. Thì cho nhắc lại là với một đối tượng thì nó có ba cái đặc trưng rất quan trọng, nhắc lại một lần nữa nhé. Đặc trưng một là cái nó thuộc cái kiểu gì, nó là type của đối tượng, thì đối tượng có một cái tên riêng của nó, kiểu là số nguyên thì nó là in, type của nó là in, kiểu thực thì nó là float, nó là như vậy. Cái đây là kiểu, như vậy là cái khái niệm kiểu dữ liệu. Mỗi đối tượng phải là một kiểu thôi, không có chuyện là một đối tượng là nằm trong hai kiểu, không có chuyện đó. Bây giờ có phần nó khái niệm là lớp mẹ và lớp con, thì một đối tượng nằm thuộc lớp con thì nó nằm thuộc lớp mẹ. Ví dụ như là thật ra là số nguyên và số thực là nằm trong một lớp lớn hơn là lớp số thực, nhưng mà thôi được, số thực là nằm trong một lớp lớn nữa là khái niệm số chung chung. Nhưng mà thực ra chúng ta học đây phần lớn là số nguyên, số thực, còn thật ra còn một số nữa là số phức nữa, được. Complex là mở rộng hơn của số thực đó. Như vậy là kiểu dữ liệu là một cái đặc trưng. Cái loại đặc trưng thứ hai là nó là giá trị, nó là value. Value là cái giá trị. Ở trong các vùng lập trình khác ấy, như là C, Pascal, thì các ngôn ngữ đó nó không phải là ngôn ngữ, nó khác với Python, là nó không phải là hoàn toàn 100% là hướng đối tượng. Trong đó nó hỗ trợ hướng đối tượng chứ không phải 100%. Trong khi đó thì là Python là 100%. Ví dụ trong các đối tượng trong ngôn ngữ khác ấy, thì cái điểm đối tượng nó chỉ có hai giá trị, hai đặc trưng thôi, là type và value là đủ. Như vậy là hai cái này là đủ để xác định cái đối tượng trong các mỗi lập trình khác, nhưng mà riêng đối với Python thì chưa đủ, nó phải thêm một cái đối tượng thứ ba khác, nó gọi là tính khả biến. Tức là nó là đối tượng là bất biến hay là khả biến, cái này rất quan trọng nữa nhé, rất quan trọng. Nhưng mà cái tính khả biến này là một đặc trưng nữa của, tức là như sau, là cái một đối tượng nó có thể thay đổi hay không cái value, cái giá trị của nó. Đấy, chúng ta nhắc lại nhé. Thì đây nó có hai loại là khả biến và bất biến. Thì ở trong các đối tượng của chúng ta thì tất cả các đối tượng của chúng ta này là in này, float này, str này, bool này, range, tuple, tất cả cái này đều là bất biến hết nhé. Bất biến. Chỉ riêng có một cái list là khả biến thôi. Chỉ riêng cái list này là khả biến thôi. Là khả biến. Còn lại tất cả đều là bất biến hết.
số lượng các cái đối tượng mà là khả biến là không nhiều, không nhiều. Phần lớn đối tượng được tạo ra ở trong mặt thân nó là bất biến hết, chỉ có một vài cái khả biến thôi. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy, thì hiện nay chúng ta học có một cái list nó là bất biến, list là bất biến. Khi mà tôi em nó làm list là khả biến chứ, nó là khả biến, được chưa? Khi tôi gán a bằng cái dãy như này là 1, 2, 3 như thế này, thì a nó là một cái đối tượng. Khi tôi gán tiếp là c bằng a, thì như vậy c và a cùng chỉ bằng một đối chỉ một đối tượng, nên đây là một đối tượng nhé, ở trong cái Python là như thế này. Đấy, bên bên này là object này, bên này là name này, thì như vậy các cái a hay là c nó chỉ vào đây, chỉ một đối tượng là list. Cái này nó là 1, 2, 3 nhé. Mẹ a sẽ cùng chỉ vào một cái a và c cùng chỉ vào một cái đối tượng, được chưa? Thế thì cái em bản thân cái 1, 2, 3 này chính là cái giá trị, là cái giá trị giá trị là cái giá trị giá trị value của cái a này là 1, 2, 3, được chưa? Thế vì như vì a là khả biến, vì a là list là khả biến, chứ a có quyền được thay đổi giá trị. Như vậy cái đối tượng này được thay đổi giá trị, thì tôi biết là a 1 bằng 4, tức là thay đổi cái phần xử thứ hai này là 4. Khi tôi viết a ra thì a nó sẽ trở thành là gì? A nó sẽ trở thành là bằng là 1 4 3 nhé. A thay đổi giá trị nhưng mà a không thay đổi đối tượng, a vẫn là đối tượng đó, a vẫn là đối tượng này đó, a vẫn là đối tượng đó. Cho nên là chúng ta chú ý là cái này là cái khác biệt lắm ấy, giữa Python và các ngôn ngữ khác là rất đặc biệt. Đối với ngôn ngữ khác chẳng hạn, thì khi mà tôi viết như này nhé, ví dụ như đối với C chẳng hạn, lấy ví dụ thôi, khi tôi viết a như thế này, khi tôi viết a như này thì chứng tỏ trong máy tính nó có một cái vùng bộ nhớ, một cái vùng bộ nhớ nó lưu cái 1, 2, 3 ở đây, 1, 2, 3 ở đây, và vùng này nó gắn luôn là cái a vào đây. Khi tôi thay đổi là a 1 bằng 4 thì nó lại gắn vào một vùng khác của bộ nhớ, gắn vùng khác của bộ nhớ, chỗ này xóa đi, a thay đổi ở đây. Như vậy là cái a cũ và a mới này là cái a 1, 2, 3 và a 1, 4, a là 1, 4, 3 là hai cái vùng 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 bộ nhớ là khác nhau, hai đối tượng là khác nhau ở trong trong bộ nhớ, nhưng mà thằng này thì là một. Đấy, như vậy là, nhưng mà đối với Python nó lại là một. Là chú ý nhé, chỗ này chỗ này rất là dễ nhầm. Đấy, rồi thì tôi làm thử nhé. Như vậy là a đây, a bằng 1, 2, 3 thì đã lại là nữa chứ hai là như thế này. Bây giờ c bằng a, như vậy bây giờ c và a là cùng chỉ vào một cái đối tượng, chỉ một đối tượng. Và bây giờ khi em chỉ một dùng một đối tượng, bây giờ tôi viết là a 1 bằng 4, như vậy a về mặt giá trị là a thay đổi theo, nhưng mà a và c thì vẫn bằng a, c thì vẫn bằng a nhé, c bằng a không thay đổi, cho nên c nó còn thấy không, c nó cũng thay đổi theo. Đấy, c nó cũng thay đổi theo, được chưa? Đấy, các bạn chú ý nhìn nó khác nhau. Bây giờ tôi đặt là b bằng a chấm copy, bây giờ tôi nhé cái đấy, thì đây là cái lệnh mà tạo ra một cái đối tượng mới. A và b không phải là một đối tượng, mặc dù a và b là bằng nhau về mặt giá trị, nhưng mấy cái lệnh mà hai chữ bằng này là lệnh là true, so sánh về mặt giá trị, nhưng mà b chỉ là một cái đối tượng khác, mặc dù a b là bằng nhau. B này biểu là như thế này, bây giờ tôi gán là b, tôi thay đổi này, b tôi đặt là b của 0 bằng 10, b thay đổi, thấy chưa? A thay đổi không? A không thay đổi, bởi vì a b là hai cái đối tượng khác nhau. Cái lệnh này là lệnh thay đổi giá trị của b, giá trị của đối tượng b,
nhưng mà AB hai đối tượng khác nhau chứ không ảnh hưởng gì cả. Đó, được chưa? Bạn thấy như vậy. Như vậy đây là AB là hai đối tượng khác nhau, cho kiểm tra bằng lệnh kiểm tra đối tượng, lệnh is là lệnh kiểm tra hai hai đối tượng này là hay là một hay là không, thì lệnh AB nên là false vì AB là hai đối tượng khác nhau. Như vậy AB là hai đối tượng là cùng kiểu, đúng không? Nó là cùng loại list, cho nên là nó là cùng là thuộc loại là khái biến, nhưng mà AB AB là có giá trị là giống nhau trong lúc đấy, nhưng mà nó hai đối tượng khác nhau. Đấy, chúng ta chú ý được chưa? Thì như vậy bây giờ tôi đặt nhé, bây giờ tôi làm như này đây, bây giờ tôi làm def, tôi tạo một cái tạo một cái hàm tên là nhân hai. Hàm này sẽ nhân các phần tử của mặt trận của cái mặt phần tử của cái dãy A lên lên hai lần nhé. Đây cái for k in range len a này. A k bằng hai lần nhân với a k, được chưa? Như vậy là cái hàm đó là cái a được truyền vào trong cái truyền vào bên trong cái hàm nhân hai. A là một dãy, một list hàm hàm nhân hai, được chưa? Thế bây giờ tôi đặt a này, a bằng 1, 2, 3 và tôi truyền vào nhé. Tôi chạy là nhân hai a. Bây giờ hỏi là thế, như vậy là khi mà chạy xong cái a này khi thoát ra thì cái a nó thay đổi, có thay đổi so với cái này không? A thay đổi không thì mà đối đối tượng a không thay đổi. Nhắc lại khi truyền vào thì nó truyền cái đối tượng a khi truyền vào bên trong thì nó chỉ là cái biến nhân địa phương, chứ a về mặt đối tượng nó không thay đổi. Nhưng mà giá trị là thay đổi không? Giá trị của nó thay đổi. Đây chính là cái tính khải biến của A đây. Cho nên là đối với dãy mà trận khi chúng ta truyền vào một cái hàm mà chúng ta thực hiện các thao tác trực tiếp trên phần tử của dãy số, thì khi thoát ra thì các thao tác đó là vẫn thay đổi. Như A như vậy, khi thoát ra vẫn thay đổi. Thế cho nên là chỗ mà nhiều người nhầm lẫn này. Nhiều người cứ nhầm lẫn A, nhưng người nhầm lẫn là tưởng rằng đây là truyền tham biến. Không phải. Trong Python không có cái định là truyền tham biến, ở đây vẫn là truyền giá trị, truyền trị, vẫn là truyền trị, truyền theo kiểu là truyền cái giá trị của a vào như là một đối tượng, nhưng vì bản thân a nó là khải biến, cho nên là nó cho phép thay đổi như này, nhưng a không thay đổi, nhưng mà a vẫn thay đổi theo, cho nên là khi mà thoát ra thì a thay đổi rồi. Cho nên chưa là chỗ mà rất nhiều người lập trình là bị đối với lập trình Python là bị lỗi như này. Trong trường này mà đối với cái bài toán này, mà đối với ta làm trên C, làm trên trên Pascal thì khác hẳn, không phải như thế này. Thì khi ở đây đối với C Pascal nó chạy vào xong khi thoát ra thì a không đổi, a nó vẫn là 1, 2, 3, nhưng mà đây a là thay đổi, phải a thay đổi mà giá trị a thay đổi, nhưng mà thân a, đối tượng a không thay đổi, đối tượng a vẫn như cũ, nhưng mà cái giá trị của a thay đổi. Đấy, chỗ này như vậy vì là Python nó có hẳn một cái khái niệm rất đặc biệt là khái niệm nó là đối tượng khả biến, nên tiếng Anh nó gọi là mutable. Chúng ta có thể kiểm tra, chúng ta cứ trang từ này ra ngay cái từ này, cái từ mô tả cái khái niệm đối tượng khả biến ở trong Python. Thì đây là chỗ mà theo tôi là chỗ mà khó nhất, nhưng mà theo trong sách giáo khoa không ghi đâu, chỗ này chúng ta vì chỗ này hơi khó cho nên bỏ qua. Tuy nhiên khi học sinh mà chúng ta dạy cho học sinh, chương trình hỏi chúng ta phải biết và trả lời cho học sinh biết là như vậy. Tất cả những kiến thức mà tôi nói nãy là nó vượt ra ngoài sách giáo khoa của lớp 10 hết, và không nằm học sinh sẽ không được dạy cái đó. Tuy nhiên là cái người giáo viên phải biết để mà trả lời cho học sinh. Rồi thế bây giờ bài này làm như sau. Bây giờ cái bài mà tôi muốn như sau, tôi muốn làm một cái hàm nhân hai, muốn nhân phần tử của a lên hai, và tôi muốn là thực sự là muốn cái a là giữ nguyên, nhưng khi mà tôi tạo ra một cái dãy mới bằng các phần tử a nhân hai thì làm như nào? Cái làm như sau thì nó dễ dàng hơn nhé. Cái làm như này, nhắc lại tôi làm lại. Vậy cái hàm này viết là không không chuẩn lắm,
theo nghĩa là vì đặc cái đặc thù của Python, chứ viết này là nó không chuẩn, bởi vì nó không bảo đảm cái giá trị của A là không thay đổi, mà tôi muốn là không thay đổi cơ. Giống như là C và Pascal như vậy, tôi phải làm sao để mà giá trị của A là không thay đổi chạy khi chạy cái hàm này, nhưng tôi vẫn thu được cái thu được cái dãy là tăng gấp đôi lên của A, thì làm như nào? Thì làm như này đây nhé, def này nhân 2 này vẫn là A, nhưng tôi viết như sau, viết là B bằng A chấm copy. Như vậy bảo đảm là gì, là như vậy tôi sẽ thao tác trên B là chính, còn A là tôi chỉ lấy dữ liệu thôi, chỉ lấy giá trị của A thôi. Như vậy tôi bảo đảm là A sẽ không thay đổi khi thấp rồi, nhân 2 này. Rồi tôi làm như sau, for car in range land của B đã cũng quan trọng, B đi đây là B K BK bằng 2 nhân với BK. Được chưa? Sau đó thoát ra ở đây này. Ở đây thoát ra tôi return B. Tôi trả lại đối tượng B, nó là không phải đối tượng A, nó khác A. Mà nó được nhân lên, các phần tử được nhân lên hai lần. À xin lỗi, để thân B chứ. Enter. Rồi, bây tôi làm lại nhé. Tôi biết làm viết A tính lại là A này. A này bằng này 1 này 2 này 3 này 4 này. Chưa? Thông viết là B bằng nhân 2A. Thì bây giờ A vẫn như cũ, bây giờ A vẫn như cũ, nhưng mà B nó là cái bài trận là dãy thu được mới, nó là như thế này, là bây giờ thế này thì mới chuẩn này. À, chú ý, chuyển tất cả các bài toán mà liên quan đến list của Python chúng ta đều phải làm như này hết, được chưa? Thì làm cái chú ý nhé, cái chú ý là rất quan trọng đối với cái đây là cái phần lõi nhất của Python đấy. Và như vậy là riêng đối với list thì nó là đối tượng, là nó là đối tượng khải biến, cho nên chúng ta chú ý. Và đối với list nó có một loạt những cái hàm mà chúng ta có thể thay đổi trực tiếp vào giá trị của A của list, nhưng mà không làm thay đổi cái đối tượng. Kiểm tra lại A nhé. Tất cả những cái hàm này, hàm append này, hàm remove này, hàm extend đều là những cái hàm mà gì, hàm mà chúng ta có thể thay đổi trực tiếp vào giá trị của A của một cái dãy, của một cái đối tượng list, nhưng không làm thay đổi bản thân cái đối tượng đó nhé. Đây, A đây nhé, A là như này nhé, đây A là như này, vì tôi biết là C cũng bằng A, C bằng A, như vậy C với A là A với C nó làm mặt chất, nó chỉ vào một đối tượng, A C nó là hai tên chỉ một. Vì A này, A là như này đúng không? A tôi biết tôi open append thêm là 10 A lớn open 10, được chưa? Đấy, A này tăng lên đúng không? Nhưng mà C này cũng tăng lên luôn. AC vậy suy ra gì? Suy ra là A không thay đổi, đối tượng A không thay đổi, nhưng mà giá trị A thay đổi. Chúng ta chú ý nhé, khái niệm khác nhau nhé. Đối tượng không thay đổi, nhưng mà giá trị thì thay đổi. Chúng ta chú ý nhé. Chúng ta nhớ lại một chút. Đối tượng không thay đổi, nhưng mà giá trị thay đổi. Đấy, chỗ này là chỗ mà rất nhiều người là sẽ khó hiểu đây nhé. Yeah. Được chưa? Rất nhiều người sẽ là có hiểu. Khi mà tôi viết lệnh đó, đây nhé, A nó là một cái object thì nó có ba cái, nó là thuộc cái kiểu gì, nó có cái value gì, và nó thuộc cái bất biến hay là khả biến, đúng không?
Đấy. Thì tôi viết cái lệnh A ở pen như thế này. Pen nó chỉ x nào đó. Thì bản thân A là nó chỉ thay đổi cái value bằng cái thức cốc A không thay đổi. Nó vẫn là cái đối tượng đó ở trong cái bảng trong cái gọi là cái namespace của nó A đây. À, nó vẫn chỉ vẫn cùng một đối tượng đó. Vì đối tượng của nó là nó chỉ các cái các phân tử của nó chỉ vào đây thì chỉ thay đổi cái phần này thôi. Đấy, thay đổi cái phần này thôi, còn bên đối tượng này nó vẫn nằm nguyên ở trong cái vùng bộ nhớ đó, còn cái này nó thay đổi ở chỗ này thôi. Chứ chắc là thế là bước phân tử của A là nó chỉ sang một cái đối tượng khác, phân tử nhất này chỉ sang một đối tượng là in này, đối tượng phân tử thứ hai này A1 chỉ sang một đối tượng khác này, chỉ như vậy. Cho nên chúng ta có thể là mỗi phân tử của dãy là nó có thể là các đối tượng khác nhau, là vì vậy không nhất thiết là phải giống nhau. Nó khác hẳn cái khái niệm dãy ở trong cái trong C và Pascal là mỗi trường này là phải cùng một kiểu, còn trong này trong đối với Python thì không, nó không cùng kiểu. Như vậy nôm na là có hiểu 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 một cách rất nôm na là A là dãy là gồm là một dãy các con trỏ chỉ sang cái chỗ này đấy, và khi cái lệnh A pen nó chỉ thêm vào đây thôi, ở phía dưới này thôi, chứ nó không thay đổi cái chỗ này vẫn giữ nguyên đó. Cho nên khi mà tôi chỉ C sang cái này thì C nó vẫn thế, D như này nó vẫn thế, đấy, vẫn thế, nó vẫn là một đối tượng đó. Vậy A về mặt đối tượng thì không thay đổi nhưng giá trị thì thay đổi. Đây, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập mà tôi thử làm và bài tập để chúng ta có thể minh họa một chút cái chỗ này nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm bài tập sau đây là làm chúng ta sẽ làm những bài tập mà nó mang tính là tổng hợp một chút nhé. Chúng ta hình dung. Bây giờ bài một là như sau này. Bài một là chúng ta sẽ nhập từ bàn phím rồi nhập từ file một cái dãy số, chúng ta nhập vào, chúng ta đưa vào cái máy tính, sau chúng ta sẽ sắp xếp lại và chúng ta in ra cái dãy đó ra, và in phải in ra màn hình, nó dễ in ra file cũng được, in ra màn hình. Và tôi yêu cầu là cái bản thân cái dãy cũ của chúng ta là không thay đổi, giữ nguyên, được chưa? Rồi chúng ta làm như sau nhé. Thì tôi tạo ra một cái dãy làm dữ liệu đầu vào đây, ví dụ như là 7 này, 9 này, 0 này, -1, không to để chúng ta nhìn cho dễ nhé. -1 này, 10 này, 16 này, 18 này, 70 này, 79 này, rồi là -10. Yeah. À, như vậy. Thì chúng ta ghi cái này, chúng ta ghi cái này ra vào cái bục của chúng ta. Đây. Hôm nay là cái bài là bài 11 nhé. Là một cái thư mục là data.in in nhé. À không, tôi phải chọn kiểu này là kiểu text. Lên text được. Đây, lên text nhé. À, tôi cố tình cần để cái đối tượng của nó là in data 1 đi. Đây sẽ có dùng có 1 2 3 4 5 ở đây nhé. À, như vậy là cái tệp là cái tệp mà là cái tệp text. Chúng ta nhìn nhắc lại một chút là đối với cái dữ liệu của data file mà chúng ta học ấy, thì tất cả các file đó là file text, không được phép có ký tự, không được phép có ký tự tiếng Việt, tất cả phải là ký tự ASCII hết nhé. Đó. Rồi, để tôi làm cái bài đầu tiên nhé. Đọc từ một cái file data in và đưa vào trong máy tính, sau đó thì ta đưa vào một cái dãy và tôi sẽ sắp xếp lại cái dãy đó và chuyển ra thành đưa ra ra file hay đưa ra màn hình cũng được nhé. Rồi và tôi in ra cả dãy gốc, cả dãy đã được sắp xếp để cho học sinh nhìn rõ, nghĩa là dãy gốc là dãy đã sắp xếp là, được chưa? Rồi bây giờ tôi làm như sau nhé. Tôi sẽ làm một số các cái hàm mà tôi sẽ nhé. Hàm đầu tiên tôi làm này là cái hàm là sắp xếp, cho đơn giản là sort nhé. Đầu vào là một cái dãy A, đầu ra là cái dãy mà đã được sắp xếp theo thứ tăng dần, được chưa? Thế là tôi làm như lại rồi chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ không sắp xếp trên dãy A mà chúng ta sẽ đặt B là một cái hàm làm cái dãy mà A copy như này, copy. Sau đó chúng ta sắp xếp trên cái dãy B nhé. Nên chúng ta sẽ theo kiểu gì nhỉ? Theo kiểu chúng ta làm rồi đấy, theo cái sắp xếp chèn nhé. For i bằng
in range từ 1 đến len B như này được. Sau đó tôi đặt G bằng Y và tôi đi lùi xuống Y G lớn hơn không đúng and G G mà nhỏ hơn G trừ 1 thì tôi đổi chỗ, xin lỗi, đây là B B nhé, không phải A, đây là B nhé, B cũng đồng A, A tôi, A, A tôi giữ nguyên, đây là B nhé. Sau tôi đổi chỗ hai chữ phân tử là BG BG trừ 1 đổi chỗ cho BG trừ 1. Đây là cái lệnh rất là hay, rất là nhanh của Python BG. Đấy, được chưa? Mà sau tôi đặt G đây, hạ xuống G bằng G trừ 1. Đấy. Và khi kết thúc cái vòng for này thì cũng là vừa vặn là xong. Yeah. Và từ đây tôi return B, trả về B là cái dãy được sắp xếp theo thứ tăng dần. Tôi nhớ lại là hình như thế này đúng không? Tiện là tôi kiểm tra sau. Đúng rồi, nhé. Rồi. Bây giờ như sau nhé. Tôi đặt F bằng data data 1.in là tên của cái tệp mà tôi muốn được chưa? Đấy, bây giờ tôi không đây là fname nhé. Còn cái, bản thân cái đối tượng là tôi đặt là f thì nó sẽ f sẽ bằng là open fname. Chúng ta có thể viết là đây là cái khóa để mô tả là đọc hay là ghi, nhưng mà nếu mà chúng ta mở để đọc ấy, thì có thể bỏ qua vì đây là cái tham số là tham số là tham số mặc định được chọn thì có thể bỏ qua. Khi bỏ qua như này thì hiểu là chính là mở, chính là đọc thì mở để đọc, được chưa? Rồi tôi làm như sau này, tôi viết là đây là tôi đọc vào và tôi viết S thì là cái dãy F bằng read line, thì đây là cái lệnh mà để mà lấy ra cái lấy ra một, ta biết là cái dãy nó có một hàm thôi đúng không, read line S bằng đọc ra một hàng, thì chúng ta ghi đây chúng ta chỉ có một hàng thôi này. Đây. Thì tôi ghi tại đây là bài 1 nhé. Để mình một bài. Đấy. Sau đó tôi đóng bắt luôn, tôi đóng cái F lại thì không dùng nữa. Tôi lâu tôi dùng một lần thôi. Đóng lại. Sau đó bắt đầu xử lý này. Tôi xử lý cái S này. Chúng ta nhớ lại một chút nhé. Đấy. À, chúng ta viết như sau này. Chúng ta đưa vào cái A. Thì cái làm như nào nhỉ? Chúng ta làm như sau này. Tôi viết một cái hàm là từ S tôi chuyển dùng lệnh split tôi chuyển vào một cái dùng hạng là S chấm split. Chúng ta nhớ lại đây là cái gì nhỉ, đây là cái phương thức để ta chuyển đổi một sâu tách ra thành một dãy các cái tự. Sau đó tôi sẽ thay đổi cái A này đi. Tôi for for i in range len A. Tôi sẽ về đổi các phân tử của A, tôi đổi về số nguyên A này, i này đúng không, bằng là in của A. Được chưa? Đấy, xong.
Xong rồi bây giờ tôi đặt là B. B là bằng gì? B là bằng là, đây tôi gọi cái hàm này, sắp xếp này. B bằng sắp xếp. À, như vậy là, đấy à, tôi có để nguyên. Vì tôi in nhé, tôi print này, cái quả này, in, là dãy gốc. Dãy gốc. Xong rồi print A. Đơn tiện là print print là giấy đích giấy là sắp xếp tôi print luôn B này tiện vậy là A là nhắc lại là qua cái A này qua cái dãy này thì A không không thay đổi chỉ xong này A không thay đổi một kết quả sắp xếp sẽ đưa vào dãy B đây nhé yeah. Mình chạy thử xong được không nha lỗi ta sẽ xử lý sau nhé đây muốn nó chạy thử này đây đấy gốc đây là 79 này dãy ra sắp xếp đây trừ 11 0 7 91 6 89 như vậy đúng rồi đấy nhận ra nhé đây là cái bài đơn giản nhắc lại này à, chúng ta làm như sau chúng ta còn cần có những cái hàm là mô tả cái hàm sắp xếp. Ví dụ đây là chúng ta làm sắp xếp theo kia thuật toán là gì tuần tự à thuật toán là sắp xếp chèn sắp xếp chèn nhưng mà cái lệnh này cái đơn giản thôi nhưng mà quan trọng là chúng ta không là thao tác trực tiếp trên A mà chúng ta sẽ có thao tác trên một cái bản sao nhưng mà cái B này làm đối tượng khác hẳn so với A hẳn A B này là nó khác hẳn so với A và bây giờ thiết lập ở bên trong cái hàm sắp xếp này do khi chúng ta sơ sơ lập với B rồi thì A không thay đổi, A cũng không đổi. Khi phát số ra ngoài này A cũng không thay đổi. Đây là giúp ta đọc dữ liệu từ phần data 1 vào đây. Đọc và ta dùng lệnh split thì ta chuyển đổi vào cái dãy A. Thì chỗ này, ở đây thì dãy A cũng là gồm các phần tử là sâu. Vì chúng ta sẽ phải chuyển đổi sang số bằng lệnh này. Chuyển đổi bằng lệnh in đây. Sau chúng ta là in ra kết quả. Sắp xếp chưa? Còn in dãy in ra dãy thì là in ra file thì hoàn toàn tương tự. Chứ tôi nói rồi là cái lệnh in ra file kẹp thì hoàn toàn tương tự như là đối với lệnh pin bình thường. Chỉ khác là chúng ta có thêm một cái tham số là gì? Là file bằng và đây là cái F này chính là cái đối tượng file. F này chính là cái đối tượng file nhé. Đó. Rồi, thì đây là cái bài đầu tiên nhé. Bây chúng ta làm thử một cái bài số 2 đi nhé. Để chúng ta hình dung một cái bài số 2 là cái bài mà tôi đang thử một cái bài như này. Bây giờ như này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài nghĩ sang bạn là làm bài cho nó. Một số bạn bây giờ mới vào. Rồi. Là bài số 2 nhé. Bài số 2 của chúng ta là như sau này. Đầu vào chúng ta cũng làm một cái dãy ngang như này nhé. Nhưng mà đầu ra là chúng ta sẽ tìm ra trong số này số nào là số nguyên tố chúng ta đẩy ra còn số của chúng ta giữ lại chúng ta không đẩy ra như vậy là đầu input là một dãy các số nguyên số tự nhiên nhé và kết quả cũng là một dãy in ra file nhưng mà gồm các cái số nguyên tố của cái dãy ban đầu rồi chúng ta sẽ save cái này sang data 2 để chúng ta làm nhé. Data 2. Đây là cái bài số 2. Bài số 2. Số 2 tôi làm lại cái bài này. 7 này, 9 này. 4 này, 10 này. 15 này, 19 này. 23 này, 100 này, 101 đấy nhỉ. Tôi làm một dãy các số xin lỗi, không 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 dọc cạnh.
được chưa? Đây là cái input đầu ra của chúng ta, đầu ra của chúng ta là cái file đặt tên là file out 2 đi, chấm in ở chỗ chấm out nhé. Yeah. Đặt tên là phải nguyên tố đi, phải nguyên tố 2 chấm out. Đấy. Và tôi muốn để ra làm dãy các cái phần tử là nguyên tố của cái dãy ban đầu này. Là một dãy, này là tôi in ra file. Được chưa? Rồi mình tôi tạo một cái bài số 2 nhé. Đây là bài 2. Đó là một vòng bài mẫu thôi để chúng ta có cái hình dung. Được chưa? Đây chúng ta sẽ phải dùng rất nhiều những một số các thủ tục, một số những cái hàm. Thì hàm đầu tiên là chắc là hàm kiểm tra nguyên tố chúng ta phải làm này này. Rồi là cái mình tôi làm hàm thưởng cái hàm để đọc dữ liệu nhé. Tôi làm hàm hai hàm để cho nó thuận tiện. Sau đó cái chúng ta xử lý nhanh ở phần sau cùng. Rồi, ta làm thử nhé. Rồi, chúng ta làm thử là chúng ta làm cái hàm đầu tiên là cái hàm để mà kiểm tra số nguyên tố, đúng không? Đặt tên là nguyên tố đi. Is primary nhé. Tôi làm rồi, bây giờ làm lại thôi. Đầu vào là một số N. Thì cái hàm này là kiểm tra như sau, nữa là nguyên tố. Thì chúng ta thì chúng ta mà, trả lại là true. Còn nếu mà không phải nguyên tố thì chúng ta trả lại là false. Chắc lại là định nghĩa mới thì là số 1, số 0 được không phải nguyên tố, số 2 trở lên thì mới tính là nguyên tố. Thế là như sau, chúng ta chỉ cần tìm các cái ước của N. Nhưng mà không cần tìm, nhưng mà N là gì? N ta tìm một cách nhanh là gì? N là hợp số khi chỉ khi N có cái ước số lớn hơn 1, lớn bằng 2. Và nhỏ hơn n này. Thì chúng ta không cần tìm toàn bộ từ từ 2 cho đến n trừ 1 đâu, mà chỉ cần tìm từ 2 đến gì đến là căn bậc 2 của n thôi cho nó nhanh. Rồi thì cái làm như sau này. Chúng ta có thể là cái này chúng ta có thể là đặt thêm cái đây là chúng ta sẽ format nhé. Chúng ta import một số cái hàm import. Hàm nhất là hàm là sqrt, hàm thứ hai là hàm mà làm tròn xuống là hàm floor. Hàm phần hai là hai. Đây là hai cái hàm mà dùng cho cái bài của chúng ta, nên là chúng ta cần tính căn bậc hai cho là làm tròn xuống một tí cho nó hợp lý, được chưa? Đấy, như này nhé. Rồi các em như sau này. Bây giờ chúng ta đặt một kia đặt một cái biến k tôi đặt tới bằng 2, chạy từ hai cho đến căn bậc hai của n nhé. Bây giờ tôi đặt là ví dụ đặt m cho tiện cho là cho rõ ràng thôi. Đặt m bằng cái gì? Bằng là floor của sqrt n. Vậy tôi chỉ cho a chạy từ được chưa? Bây giờ như này nhé, vì sqrt của n luôn nhỏ n rồi thì tôi làm như sau, tôi làm for này ngoài và đúng rồi for y đi không thì tôi đặt cái số này thực ra không cần không thực ra là không cần khuôn cái này đâu, tưởng tượng đi nhé. For k in range 2 và đến m cộng 1 chúng ta dừng lại, tức là không còn chạy đến hết cái m cộng 1 thôi, kiểm tra nhé. Thì nếu mà tồn tại một cái số nó là nếu n là hợp số thì bắt buộc phải có một số k trong cái chỗ này này, nó là ước của n, ta dừng lại ngay, còn không ta chạy đến cuối thì ta sẽ chạy lại nhé. Rồi thì như này nhé, for này bây giờ tôi kiểm tra này, if này, if n mà chia hết cho if n chia cho k tức là ước số trừ đó bằng không thì ở đây chứng tỏ ngay n là hợp số, tôi lập tức tôi return false luôn. Được chưa? Có cái
thoát ra đây, chạy đến đây mà vẫn không tìm được cái ước số nào của n, suy ra tôi return luôn, return là true luôn. Anh vậy nên cái hàng viết rất là ngắn đấy, mà tương đối là tối ưu đấy. Tối ưu chúng ta chỉ chạy từ cho k chạy từ 2 để cho đến n thôi, đến m, mà bất cứ nào gặp một số nào là ước của n là tức dừng lại mà trả lại là for, thông báo là n không là nguyên tố. Còn su khi chạy đến đây mà thì thông báo lại là n là nguyên tố nhé. Rồi thì bây giờ tôi làm một cái lệnh thứ hai, tôi đếp cái lệnh thứ hai là tôi dùng rồi là nhập liệu, nhập dữ liệu. Thì lệnh này là cốt lệnh này là cái lệnh gì, lệnh để nhập dữ liệu thôi, nhập dữ liệu và trả lại là chính là cái dãy số chúng ta nhập vào. Như vậy tôi đi hết trong một cái hàm cho nó dễ viết, được chưa? Rồi thì viết này f bằng này open là tôi mở luôn cái hàm nó ra cho ta luôn nhé. Hàm nó là cái hàm tên là gì, hàm nó chữ đầu tiên là data 2, data 2 chấm in, in được chưa? Đấy. Và tôi đọc rồi, khi tôi mở ra thì tôi đọc vào, tôi dùng lệnh f readline, đọc thì đọc đúng một lần thôi. Đọc xong tôi f close lại, close lại. Sau tôi xử lý nhé. Tôi tôi bằng là s chấm split, những cái hàm split rất hay dùng khi mà nhập dữ liệu là một dãy số từ bên ngoài nhé. Sau tôi mới xử lý hàm a đó, for i in range len a chấm a, tôi i bằng int a i biến đổi thì đấy. Đọc xong rồi thì tôi return a trả lại. Vậy cái hàm này là cái hàm nhập liệu này là trả lại giá trị của a, được chưa? Thì bây giờ tôi làm thêm một cái hàm nữa là tôi ghi ra dữ liệu cho hay nữa, cho thật là đúng trình có cấu trúc nhé. Def ghi dữ liệu, đây đây có hàm nhập dữ liệu, hàm ghi dữ liệu. Hàm ghi dữ liệu sẽ là hàm sẽ ghi từ một dãy, cái ký hiệu là ghi từ một dãy đẩy ra file, được chưa? Để f bằng open, cái file của tôi là file out2.out, đặt tên là cái hàm file này thế nhé. Và tôi hàm này mở ra để ghi đấy, hiểu không nào? Ra để ghi đó. Và bây giờ tôi ghi cái dữ liệu từ cái a thế này, cái a này ghi ra cái file f này thôi. Đơn giản tôi dùng lệnh for i in range len a rồi print đấy, print của a i ra nhưng không phải in ra màn hình, mà in ra đây là in gì, in ra dãy, in ra file. Tôi sẽ phải phẩy xong tôi viết là file đấy, bằng f, luôn nhớ có cái này nhé, file bằng f, em là đối tượng cái này, đấy, phải của em. Mà cái dòng này mô tả sẽ in ra file, không có cái này thì máy hiểu là in ra màn hình nhé. Rồi tôi ta phải in ra trên một hàng, tôi viết như thế này, in ra trên một hàng. Đấy. In xong rồi thì tôi gì, xong tôi đóng lại, tôi dùng là f close lại. Close. Xong. Như vậy là xong cái phần này nhé. Vì sang trình chính này, nhưng mà trình của chúng tôi là gồm là chúng ta là trình có cấu trúc nhưng có ba cái hàm, 1 này, 2 và 3. Bây giờ chúng ta sang trình chính thì cái đây là lên trình chính nhé, chương trình chính gồm có này. Thứ nhất tôi được gắn a bằng nhập dữ liệu theo đây, a đây là nghiệm, tôi nhập dữ liệu từ file mà tôi đưa ra kết quả là a, được chưa? Sau đó là tôi sẽ làm như sau này, tôi
tôi sẽ kiểm tra xem a như phương nào số nguyên tố, tôi đẩy ra một cái mảng b bằng cái mảng rỗng như này. Đấy, và tôi for for k in in a, a là if is primary k. Đấy, nếu mà nó là kiểm tra thì của k chạy trên a, nếu mà k là nguyên tố thì tôi đẩy vào b pen k, tôi đẩy vào, được chưa? Như vậy cái lệnh này chỉ còn bên này thôi, và cuối cùng mà tôi được ghi thiện gì thành cái lệnh là ghi dữ liệu b. Đây thì chính của tôi còn có bốn lệnh. Thứ nhất là a là nhập dữ liệu, tôi nhập dữ liệu từ bàn phím từ 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 file và kết quả đọc dữ liệu rồi phím đọc và đưa vào cái dãy a. A sẽ là cái dãy của tôi đấy, a sẽ là cái dãy đây, nhập dữ liệu đây, dãy gồm có số và từ cái file này này. Đấy, sau đó là tôi cho k chạy trên a, nếu mà a k là nguyên tố thì đẩy vào b, xong ghi cái file b này ra 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 ra, ra file đây, ghi dữ liệu là cái này này, thấy không nào? Đấy, ta nhìn là cho nó rõ ràng nhé. Nhìn rõ. Có thấy bạn thấy rõ không ạ? Thấy nhìn có thấy hiểu không? Ở đây cái chữ A này là chữ A này là không phải là cái A này, đây chỉ là cái đây chỉ là cái biến đây chỉ là cái tham số của hàm thôi, không có nhiều gì cả. Bây giờ ta lưu cái này thành nhà file là bài 2. Cái bài tương đối phức tạp hơn một chút. Tôi chạy thử nhé. À, thiếu đi nhầm chữ D. À, sai làm máy báo ngay, chạy thử này, xong rồi đấy. Bây giờ kiểm tra cái file out này, kiểm tra cái file out on file này, file out 2 này này, kiểm tra cho đúng không nhé. Đây này, 7 19 23 11 đến 1, cái file 1 của chúng ta là file này 7, 9, 4, 10, 15, 19, 23, 100, 101. Bị out ra là những số nguyên tố của nó 7, 19, 23, 101. Giả sử cái này tôi thêm vào đây là 0, 1 thì mẹ cũng 0, 1 thì mẹ cũng chỉ in ra là 7 thôi. Ghi vào đây nhé. Rồi bài 2 này chạy thử này. Out tôi đọc lại đã. Chạy thử này nhé. Đây. Và đây tôi kiểm tra lại file hai này đây, không một này, thế này bị lỗi rồi này. À, kiểm tra lại nhé, chỗ này bị lỗi nhé. À, tôi hiểu rồi, chúng ta mới bị lỗi đấy, mình kiểm tra lại nhé. Đây này chúng ta chạy cái này thì đối với không một thì ở đây sẽ có thêm một lệnh nữa, đơn này thêm lệnh này vẫn thiếu nhé, là if n nhỏ hơn hoặc bằng một thì tôi ấy luôn, tôi return false này, cái này đúng. Vậy đối với n nhỏ một tôi không tính, nhưng tính từ hai trở lên cơ nhé, nhỏ hơn một thì tôi trả về luôn là false luôn. Thì như vậy là đúng rồi đấy, mình chạy lại nào. Ao hai đây nhé, tôi đóng lại chạy thử hai nhé. Chạy lại này. Rồi, bây giờ tôi mở lại cái bài ao ao hai này. Này, đúng rồi. Được chưa? Thì như vậy chúng ta làm thử hai bài để thấy là chúng ta làm thêm bài nữa nhé, để cho nó củng cố cái phần này. Tức là đây là hôm bài này là cái bài mà tôi muốn là nó tổng kết lại thì chúng ta có cái cách nhìn tổng thể của toàn bộ chương trình, nó rất là đa dạng, và chúng ta sẽ làm những cái bài tập khác nhau, dạng kiểu khác nhau để chúng ta hình dung được nó là thế nhé. Một bài nó phức tạp, nó có nhiều hàm trong đó, nó có vào có ra đây đầy đủ tất cả. Bài này bài sắp xếp cho bài số 2 là bài liên quan đến kiểm tra số nguyên tố đây, cái hàm kiểm tra số nguyên tố là như thế này. Bây giờ chúng ta là sang bài 3 nhé. Bài 3 tôi sẽ làm cái bài nó phức tạp hơn một chút. Phức tạp hơn một chút nữa nhé. Để chúng ta hình dung nhé.
Bài ba là như bài ba là như thế này. Bây giờ chúng ta làm cái bài ba như sau này. Chúng ta sẽ nhập từ bàn phím một cái danh sách học sinh, một danh sách học sinh nhé. Thì gồm như sau, gồm là số đầu tiên là số n, sau đó là n dòng sau, mỗi dòng là tên một học sinh, tên một học sinh mà chúng ta nhập vào. Sau đó thì đầu bài sẽ như sau, đầu bài sẽ làm như sau. Đầu bài sẽ là cần đầu bài sẽ cần in ra sách học sinh đó, nhưng với là cái với cái cách in ra ngược lại là tên trước sau họ điểm sau. Ví dụ đầu ra đầu vào của tôi là Bùi Việt Hà, nhưng đầu ra sẽ viết là Hà Bùi Việt. Đầu vào của tôi là Nguyễn Vân Anh, thì đầu ra sẽ là Anh Nguyễn Vân. Đấy, nhé, in ra như vậy là thuộc bài. Rồi bài sau nữa tôi sẽ làm cái bài là tôi sắp xếp theo thứ tự thì là khác nhé. Chúc các bạn này là như thế đấy nhé. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta làm chúng ta tạo ra một cái data 3 đi. Để chúng ta mở cái này ra, AO2 đây. Chúng ta tạo một cái file mới là data 3. Tôi sẽ vẽ sang data 3. Ứng với bài số 3. Rồi, bài số 3 là như sau. Dòng đầu tiên là dòng mô tả cái số lượng học sinh trong sau đó là n dòng tiếp theo. Dòng đầu tiên là số n, dòng tiếp theo là n, dòng tiếp theo sẽ là các tên học sinh. Ví dụ nhé, đây lần tiếp tôi cho nó dễ. Xin lỗi, cái này phải là tên tên không có tiếng Việt. Vậy sẽ là này đây nhé. Văn An, rồi Trần, tôi biết tiếng Việt đấy, Trần Quang Khai, đúng không? Nguyễn Thị Oanh nhé. Tiếp theo là Lê Viết Thái, đúng không? Đấy, thế 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 còn 2 ngày nữa nhé. Ai cho tôi bước tiên cho nên là họ gì đấy nhỉ, họ Ngô nhé. Ngon Ngô. Ngô Quang Hùng, một tên nữa đi, Trần đi. Đó, như này nhé. Mà chúng ta là có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có 8. 8 cái tên người và số đầu tiên là số mô tả cái N đó nhé. Đấy. Đồ vào như sau này, bài toán như sau này. Bài toán là chúng ta sẽ đọc vào một tên, một dãy tên học sinh trong lớp để đủ. Bằng tiếng Anh thì đây là một cái việc không giấu. Nhưng mà tôi phải tách ra được, in ra, tôi in ra là tên trước và họ điểm sau. Đấy, chúng ta vẫn đổi được cái Hà, An, Khai, Oanh, Thái, Vinh, Hùng này lên phía trước. Và chúng ta sẽ, rồi chúng ta làm nhé. Để chúng ta làm xong bài 3, bài 2 đây chúng ta sẽ làm bài 3. Đấy, bài 3 này nhé, bài 3 là đọc dữ liệu nhé. Nhưng sau bài này tôi cũng làm như sau, tôi sẽ làm một cái thủ tục đọc dữ liệu. Sau đó tôi là còn một thủ tục nữa để tôi chuyển, nhưng tôi làm 2 thủ tục. Thủ tục 1 là đọc dữ liệu đi. Nhập dữ liệu. Đấy, thế này nhô. Đấy, cho nhìn cho nó dễ nhé. Đọc dữ liệu này. Rồi, tôi là F, tôi open. Ở cái hàm nó ra. Hàm nó là gì? Hàm nó là data3.in. Đối với M thì không cần có chữ R thì mày mới hiểu là M. Rồi, bây giờ tôi làm tiếp tục như sau này. Đầu tiên tôi đọc số N và lần thứ hai. N là như sau, N là tôi đổi luôn, tôi dùng là in, tôi đổi luôn là F chấm red line. Được chưa? Red line. Đọc luôn vào, đổi luôn sang số nguyên. Rồi, tiếp theo là tôi sẽ làm cái vòng là for, đúng không?
Để tôi phải đặt tên mà nghe, tôi cho cái bằng cái biến là AI đi, là bằng cái này, mà tôi cho for in range của n, tôi đọc từng cái một đúng không? À, tôi viết là a này, s bằng là f chấm deadline, và tôi bổ sung vào a s đấy. Đây là cái chỗ tôi đọc n lần n, cái hàng dòng mỗi dòng tôi đọc là đọc vào cái bên nhớ là s là một sâu, tôi bổ sung sâu vào a. Là tôi return a, hàng nó trả lại. Như vậy là sau cái hàng dữ liệu này, quên mất một việc nữa, chị làm ở đây là cái lệnh gì, là cái lệnh là f.close. Ta đem lên một cái lệnh, một cái hàm đọc dữ liệu rất 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 đơn giản. Được chưa? Rồi, bây giờ hàm thứ hai, cái là lệnh thứ hai là tôi muốn từ cái dãy A tôi tạo ra một dãy mới, là tên là danh danh sách đi. Danh học sinh đi, mà tôi sẽ chuyển tất cả các tên của A sang danh sách học sinh, nhưng mà chuyển làm sao? Tôi sẽ phải làm ngược lại, tôi sẽ phải lấy đổi cái tên lên trên. Hơi phức tạp một chút, cái này nó hơi không khó đâu. Rồi làm nhé. Thì tôi làm hàm thứ hai là tôi làm cái hàm số 2 là hàm gọi là sinh tạo, hay là tạo đi, tạo danh sách học sinh. Cái hàm này là sẽ lấy đầu vào là một cái dãy A ở cái hàm trên. Được chưa? Đấy. Chú ý nhé. Hai chấm. Cái làm như sau, tôi lấy từng phần tử của A, sau đó tôi phải làm, tôi xử lý một chút thì tôi mới làm được. Được chưa? Kể ra tôi làm thêm một cái hàm nữa trên này sẽ hay hơn. Tôi làm thêm một hàm nữa cho nó hay nhé. Hàm như sau này. Hàm như sau, hàm này có đặt tên, tôi đặt tên tôi là tách tên để tôi đổi tên lên đầu nhé. Đặt tên là như này, F này, dev này, tách tên. Đấy. Cho nó càng hay nữa nhé. Đầu vào là s là một cái tên, và đầu ra là vẫn là cái tên đó nhưng mà đổi lên đầu, đổi lên cái lên đầu nhé. Thì làm như sau rất đơn giản. Rồi làm như sau này, từ cái s này tôi dùng cái gọi là s line nhé. S line là tôi dùng cái hàm split để chuyển đổi s lầm sung, là s lầm một cái tên, là một cái tên người đây, số ký tự. Tôi dùng cái hàm split để tôi đổi chuyển nó sang thành một dãy. Thì trong cái dãy này này thì cái phần tử cuối cùng là chính là tên, còn phần các phần tử đầu của nó là phần họ đệm. Đấy, thì ta làm rất đơn giản thế này thôi nhé. Làm như này, tách tên như sau này. Tôi làm như sau nhé. Đây, tôi đặt k bằng len của s line. Đấy. Sau đó tôi return như sau này, tôi return là s line, phần tử cuối cùng của nó là k trừ một, đúng không? Cái độ dài là k trừ một này đúng không, cộng với này k trừ một, tôi lấy thêm từ từ nha, tôi làm này nữa. Đây là lấy phần tên rồi. Từ đây tôi làm cho này hợp lý hơn nhé. Tách tên. Thì tên bằng S-line. K trừ 1. Phần tên rồi. Vì tôi có tính là họ đệm. Họ đệm là trước tôi làm về đám này, tôi muốn gấp lại thành họ đệm nhỉ. Họ đệm như tôi làm như này.
ngọn đệm nhé. Tôi dùng cái hàm ngực 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 của hàm 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 split và hàm join nhé. Tôi làm như sau, tôi làm như này, dùng cái này chấm là join, hơi khó một tí nhé. Hàm join này, hàm join của cái gì, của cái s line, s line là không không và n là chỉ một. Đây cái này. Đây. Tên nhé. Và tôi return. Return tên cộng với dấu cách cộng với họ đệm. Đây. Đây. Các bạn có thấy không? Như vậy phải ở đây là như sau nhé. Chỗ này này là tôi sẽ phải dùng cái hàm dùng split thì tôi chuyển tất cả phần họ tên này này, họ tên lẻ xin này thành là thành các thành phần của nó, thì thành phần cuối cùng của nó chính là tên. Tôi lấy ra tên này là cái thành phần s like k trừ một, đây đây là k chứ, đây là k, k nhé, k len đây này đấy. Thì sau đó là phần họ đệm, tôi sẽ nối lại các phần tử từ không cho đến k cho đến phần cho đến k trừ hai, tôi nối lại với nhau thì đó là phần họ đệm, chúng tôi nối lại với nhau, tôi trả về là tên cộng với dấu cách cộng họ đệm, được chưa? Rồi thì ở đây này, ở đây tôi sẽ tạo một cái dãy mới và đưa nó vào cái phần họ đệm nhé. Tôi tạo một cái dãy mới là danh sách, này, được chưa? Tôi for s in a, s in a, chạy lại, s là tên mà tôi học sinh mà, cách đây là tên a này tôi học sinh nhé. Thì tôi làm như sau, s đến a, sau đó tôi tách tên cho tôi đưa nó vào, tôi đưa cái danh sách này chấm append, tách tên s, tạo xong cái học sinh mà tôi return danh sách. Bây giờ tôi làm nốt cái thông tin là ghi dữ liệu là xong nhé. Cuối cùng là def ghi dữ liệu từ một cái biến a nào đó, từ một dãy a nhé, rất tổng quát để cho chúng ta nhìn thấy nhé. Đây dữ liệu này, f này bằng này, f bằng open, chúng ta là ao ba đúng không, phải là đây là danh sách đi, danh sách chấm ao, danh sách học sinh chấm out, là đó là bài số 3 nhé, đi kép em bằng này. Sau đó tôi làm như sau là tôi mới for là s in a, tôi mới ghi ra, tôi print, đơn giản, tôi print cái s này ra, là cái file bằng s và để nguyên như vậy, không còn số dòng là tôi là đây là ý này là số dòng luôn nhé. Như vậy cái file s này, alpha f này là cái in ra này là mỗi một hàng là một tên người, nhưng mà tên người là học sinh này là đã biết được viết là tách tên rồi, tức là đã tách tên và họ điện ra đây rồi. Đấy. Và khi chúng ta đóng là f chấm à tôi đúng rồi f chấm close mắc cùng tôi return, không còn return đúng không, tôi không còn return nữa, thế thôi đồ màng tôi nhé, để trình chính này, trình chính nhé, đây chương trình chính cùng các hàm sau đây này. Hàm đầu tiên là hàm gì? Hàm đầu tiên là hàm nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu. Rồi. Tiếp theo là không phải, tức đây là A bằng nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu tôi đưa vào A, đúng không? Nhập dữ liệu đưa vào A. Sau đó tôi tạo danh sách. Tôi mới viết là B bằng tạo danh sách học sinh của A và đưa kết quả đưa vào B, mà cuối cùng là ghi dữ liệu
B. Được chưa? Vậy là cái hàng của chúng ta, cụ chúng ta chỉ có 3 hàm thôi, 3 3 lệnh thôi. Để làm cái chương trình rất là cấu trúc rất là dễ hiểu nhé, để chúng ta nhắc lại để cho nó gắn lại cho dễ này. Đây nhé. Nhắc lại hành trình của chúng ta nhé. Chương trình này, đầu tiên là đọc dữ liệu từ cái file data 3 và đưa kết quả đưa vào A. Đây, đọc dữ liệu này, đọc dữ liệu, mở cái file data 3 này, đọc từng dòng một này. Đọc từng dòng một và đưa luôn vào cái bảng và cái dãy A và return A. Kết quả A, kết quả của nó sẽ là cái dãy các tên học sinh. Đây này. Đây này. Đấy. Bài này tôi ghi là bài số 4. Bài 4 nhé. Đầu tiên là đọc N trước này. Sau là cái N lần người ta đọc và ta đưa vào A. Đó lệnh nhất nhé. Lệnh hai là từ A này tôi tách tên tôi tạo sách học sinh đưa vào B. Đây, cái lệnh này này. Cái lệnh này tạo tách tên này này. Tạo học sinh như này. Tôi tạo lên sách nhé và tôi chạy câu từ của A và tôi tách tên và đưa vào danh sách, tách tên là cái hàm này. Đây, hàm tách tên. Chạy thử nhé, xem ta đúng hay sai, ta sẽ kiểm tra sau nhé. Để ta sẽ kiểm tra nhé. Chạy thử này. Có vẻ không lỗi nhé. Bây giờ tôi mở cái file danh sách chấm ao ra, xem ta có đúng không. Đây, Bùi Việt này, nhìn rõ. Nguyễn Văn An, An Nguyễn Văn, này, Khải, Trần Quang Khải, này, Oanh, Nguyễn Thị Oanh, này, Lê Viết Thái, này, Trần Thị Vinh, này, Ngô Quang Hùng, này, Dũng Trần Nam, thấy không nào? Đấy, thì đó là cái cách chúng ta, cái bài mà ta xử lý rất là nhiều thứ, rất là tương đối phức tạp nhé. Bài này là bài xử lý nhiều thứ, vừa đọc vừa ghi file này, vừa tách tên này, tách tên này, bài tên này là vừa dùng hàm split, lại vừa dùng hàm join, nhớ lại hàm join nhé. Là cái hai cái hàm đều của sâu ký tự hết. Hàm tách tên nhớ lại là hàm tên là cho trước mũi tên đầy đủ. Ta tách tên ra ta đưa lên đầu. Thì cái làm như sau, chúng ta dùng split, chúng ta tách thành các cái thành phần họ đệm tên. Và ta lấy phần tên ra, tên là tôi đưa là chính cái phần tử cái số hạng cuối cùng của cái việc tôi khi tôi tách ra, đây cái cùng đây, tên. Sau đó là lấy ra cái phần dùng slicing lấy ra cái phần đầu của nó và tôi join nó lại để thành cái họ đệm. Cái bài này cái tên là cái đơn giản mà rất là hay. Đấy. Được chưa? Rồi, và chúng ta tạo đây. Và đây có hiểu không nhỉ? Đây là cái bài nữa. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một cái bài nữa để cho chúng ta một cái bài như này nhé. Dựa trên cái bài này, bây giờ tôi làm như sau. Bây giờ cái bài số 5 đi. Bài số 5. Phân lấy dữ liệu là data 3. Data 3 tôi sẽ làm sao data 3 tôi CVS sang data 4 vẫn trùng cái đó nhé. Vẫn là trùng với data 5 đi, data 5. Đây bài 4 đúng không? Thì tôi dùng là bài 5. Bài 5 là như này, bài 5 là như sau. Bài 5 là như sau, đầu vào của nó giống như là bài trước. Đầu bài của nó giống như bài 4. Đây là bài 4 mà đây là data 3 thì được. Vẫn là giống bài 4. Là tôi đọc dữ liệu từ một cái tệp sách học sinh gồm có là dòng đầu tiên là N là số lượng học sinh và dòng tiếp theo là tên học sinh. Yeah. Nhưng đầu bài sau đầu bài của chúng ta là không cần đổi vị trí mà tôi cần in ra tên học sinh. Nhưng mà in ra với điều kiện là sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần của học sinh theo thứ tự từ điển, nhưng mà thứ tự điển như sau là được in ra là với là ưu tiên là tên trước họ đệm sau. Bài này khó hơn chưa? Cái bài này ví dụ là tôi khi in ra tôi phải in ra cho người này là phải An lên đầu, Nguyễn Văn An lên đầu, xong sau hơn Nguyễn Văn An sẽ là sau Nguyễn Văn Cả An sẽ là tiếp theo là Trần Nam Dũng là Vần Dê, sau đó là Bùi Việt Hà HA, sau đó đến Ngô Quang Hùng là HU, sau đó đến Trần Quang Khải là Vần K, sau đó đến Nguyễn Thị Oanh là Vần O, sau đó đến Lê Viết Thái, cuối cùng là Trần Thị Vinh. Đấy, tôi sắp xếp lại theo thứ tăng dần theo thứ từ điển, nhưng mà phải ưu tiên là cái tên trước họ đệm sau. Khi so sánh người ta sánh tên trước, nếu hai tên trùng nhau người ta so sánh với họ
họ chủ nhau sau đệm, nhưng mà tên là ưu tiên, được chưa? Khó hơn một chút, vẫn là bài sắp xếp. Rồi, chúng ta bài này là bài số 5. Tôi sẽ lấy dữ liệu nguyên của bài 4 và tôi sửa một chút thôi thành bài 5. Tôi CVE xong bài số 5 nhé. Này để cho nó đỡ phải viết lại cái bài số 4. Nhập dữ liệu tôi giữ nguyên nhé. Tách tên tôi giữ nguyên. Sách giáo sinh nhà tôi giữ nguyên. Nhưng mà tôi sắp xếp hay phức tạp. Rồi, tôi làm như sau này. Đây, bìa như sau nhé. Bìa tôi sẽ sắp xếp như sau. Đây, tôi sẽ làm một cái lệnh là sắp xếp như thế này. Đây, tôi điều vào đây nhé. Tôi điều dùng ở chỗ dưới này. Cái dữ liệu. Đây, điều cuối cùng này. Dữ liệu tôi để sau. Tôi để sau cái này. Nhưng mà tạo giáo sinh tôi để nguyên đây rồi nhé. Giáo sinh là tôi để nguyên ở đây nhé. Và tôi tách tên tôi để nguyên này, đọc dữ liệu tôi để nguyên. Ở đây tôi sẽ làm cái lệnh là sắp xếp. Sắp xếp nha. Sắp xếp lại như sau. Sắp xếp của chúng tôi là đầu vào là A nhé. Và đầu vào của tôi chính là cái danh sách học sinh mà tôi đã in ra. Tôi đã thay đổi dưới dạng là tên trước hoặc điểm sau. Tôi xếp theo cái này, đúng theo từ này nhé. Nhưng mà tôi vẫn để nguyên cái A kia để tôi lấy làm dữ liệu để tôi đẩy ra. Đây. Để tôi xếp bên này. Đầu vào của nó là có hai. Đầu vào của nó là gồm có hai, có hai cái dãy. Đầu ra là một dãy. Là tên xe học sinh đã được biến đổi. Rồi làm như sau này, chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây, cái này không khó đâu. Mà chúng ta chú ý. Rồi, sau này tôi đặt B bằng A. Tôi không muốn động vào cái A. A sẽ là copy ở đây nhé. A là copy. Và tôi sắp xếp theo học sinh, nhưng mà tôi xếp cái A là theo cả học sinh nữa. Rồi tôi làm như sau nhé, để các bạn cùng nhìn tôi này. Vào quan sát một chút nhé. Đây. N bằng tôi biết cho len A cho nó dễ nhé, để cho nó dễ, để nó thuận tiện. Rồi bắt đầu for này, for G in range chạy từ 1 chỉ đi, chạy từ 1 cho đến N, cho đến cuối của kia của dãy A. À, sao tôi sắp xếp như tôi lại y, tôi nhắc lại cái lệnh này, giống đây bài 1 này. Tôi copy cái này, tôi sắp xếp cái này. Đây là cái bài sắp xếp theo tự theo sắp xếp chèn nhé. Đây sẽ là y chứ không phải y. Rồi tiếp theo là gì, tôi đặt g bằng y mà tôi lùi về đây. y g lớn hơn 0 n ở đây không phải là chỗ này nhé. Tôi sẽ xếp theo thứ tự không phải theo tự của A gốc, mà theo thứ tự là tên trước họ sau. Tôi xếp theo cái này. Đấy, vậy đây là N là danh sách học sinh, G nhỏ hơn danh sách học sinh G trừ 1. Đấy, chỉ là cái này này. Ngoài cái này này nó chính là cái này này. Chia cho này này. Đấy. Mà đối với học sinh. Tôi so sánh danh sách học sinh nhé. Không phải so sánh A nhé. Rồi. Bây giờ tôi thay đổi này. Tôi làm như sau. Tôi là danh sách học sinh. G. Phải. Danh sách học sinh. G trừ 1. Bằng. Danh sách học sinh. G trừ 1. Phải. Danh sách học sinh. G. Đấy. Nhưng mà tôi lại không muốn là tôi muốn tạo thay đổi dữ liệu của A cơ, chứ không phải của sách học sinh. Tôi sẽ phải làm tiếp theo, tôi phải lập A. Đấy, chuyện này khó đấy, là sẽ lại B chứ. G phải B G trừ 1. Đấy, chuyện này chỗ khó này. Bằng B G trừ 1 phải B G. Đấy, để chú ý. Sau là g bằng g trừ 1. Chúng ta chú ý nhé. Này, tôi xếp theo cái tiêu chí của sách học sinh.
nhưng mà tôi lại sắp xếp cụ thể trên cái B cơ, trên cái B là mở sang bộ A, và tôi return tôi trả lại là A, trả lại là B chứ mà trả lại cho học sinh. Đây, và chỗ này tôi return là return A cơ. Đấy, tôi trả lại A. Và tôi ghi ra cái A chứ không phải ghi ra cái xe học sinh này. Mình tôi muốn giữ nguyên cái A, vẫn là Bùi Viện Hà, vẫn là Nguyễn Văn An, mà tôi muốn xếp để nguyên cái này. Để nguyên là theo kiểu tiếng Việt là viết họ điểm trước tên sau. Rồi. Bắt đầu làm thử nhé. Rồi, sau đó tôi ghi khi dữ liệu ra, tôi ghi dữ liệu, tôi ghi cái em đây ghi dữ liệu là đây ghi dữ liệu là đây là A đây. Thì chính là ghi dữ liệu là B nhé. Rồi tôi làm cho chạy thử này cho các bạn xem nhé. Rồi, chính chính này. Chính chính nhé. Rồi. Đấy. Thì chính như sau này. Đầu tiên là tôi A nhập dữ liệu rồi. Xong ở bước B này không phải cái này, bước B tôi đặt một cái file là tôi đặt cái tên là danh sách học sinh. Đấy. Làm bằng tạo hay học sinh. Được chưa? Xong bước tiếp theo. Bước tiếp theo là tôi làm như sau, tôi đặt cái B bằng là sắp xếp của A phẩy danh sách học sinh, nó có hai tham biến, cái xếp được có hai tham biến là A phẩy học sinh này, kết quả trở lại là B rồi, trở lại là B nhé, B A không động, không động vào, tôi xếp trên B hết, tôi trở lại là B và tôi trở lại là B đây, tôi ghi hiệu là B đây. Mấy cái đồ bài của tôi là như thế này. Các bạn có thể cũng khó hiểu không? Tôi làm lại chạy thử, tôi chạy thử nhé. Đầu ra của tôi là không phải là xét học sinh ao, nhưng mà tôi muốn cái bài này xét học sinh 5 này nhé. 5 này. Cho nó khác, đây là bài số 5 mà, học sinh 5 nhé. Đầu vào của tôi là data 5. Data 5. Data 5 là cái này này. Data 5 này nhé. Và đầu ra là sách học sinh 5. 5. Chạy thử xem lỗi không nhá. Vậy phải không lỗi. À, đây đầu vào này, cái này tôi bỏ nhé. Đầu ra tôi mở cái sách học tôi mở cái này sách học sinh ao 5 này. À lên trước này. À cho nên nó bị xuống dòng ở đây này. Dòng đây tôi làm thế nào cho nó hết xuống dòng ở đây nhỉ? Đây tôi làm như thế này. Sửa một tí thôi này xuống dòng này print file vẫn bị xuống dòng nhỉ. Cái bài cũ này không bị, cái bài cũ nó không bị xuống dòng, cái bài này lại bị, tôi kiểm tra xem vì sao đây nhé, tôi xem cái bài học sinh cũ này thì nó không bị xuống dòng, tức là chuẩn như vậy, cái bài này nó có một chỗ nào đó bị lỗi mà Thành bị xuống dòng, thì tôi mở cái bài 4 nó kiểm tra một chút bài 4 xem nào. Vì sao nó lại không bị xuống dòng, cái bài này lại bị xuống dòng, tách tên. Xem bài 5 này nhé. Sửa một tí thôi, xem nó chỗ nào nó lại bị trống rỗng. Này không thì chỗ này không đúng rồi này. Vậy là lỗi ở cái chỗ là đưa ra cái chỗ này này. À. Thôi được. Ta sau nhé, ta sửa sau nhưng mà vẫn đúng, nó không 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 bị sai. Ta các bạn với các bạn làm ở nhà làm bài tập nhé, là sửa cái kết quả nó ra là không bị giúp cách dòng. Ta in ra rồi. Và tôi kiểm tra ở đây. Tôi kiểm tra ở đây này. Nằm đây này. Đấy. Chính xác chưa? A lên trước nhé. Xong đến Dũng này, xong đến Hà này, Hùng này, Khai này, Oanh này, Thái, Vinh. Như vậy là sẽ đúng theo tự theo tên trước và họ điểm sau. Để kiểm tra tôi làm như này. Kiểm tra đây tôi sẽ
Tôi sẽ print cái bên này ra là biết ngay nhưng mà kiểm tra xem vì sao nó lại thế. Tôi print cái bên này ra nhé. Trên màn hình là tôi biết. À con bị nó có chữ N, nó có chữ N này bị lỗi này. Vì làm sao nó có cái N này, bây giờ tôi làm sao tôi hủy cái N đi nhỉ? Các bạn ở nhà làm như thế này có thể làm được đấy, còn làm được nhé. Chúng ta dùng kia dùng một phương thức nữa của sâu ta xử lý phần sau, nhưng mà thôi được, cái này là do cái lỗi gì mà bị như thế này. B này, đây là chính là cái B nhé. In thử cái print kiểm tra một chút. Tôi tìm cái danh sách học sinh nó có bị lỗi. Cái này thì không lỗi. Như vậy nó có một lỗi nào đó ở chỗ này. Mày in ra cái tự thoát đó là chéo N đây. Để xem nó kiểm tra nó lỗi chỗ nào nha. À, tức là do cái A đây. Tôi print cái A ra đây này. Là do cái A này. Đây, A bị này, đấy. Do cái A nó bị thế, mà thằng kia nó bị. Rồi, thì tôi làm như sau. Làm như này chứ. N bằng N không bị nữa, kiểm tra một tí nhé. Vậy tôi có thể tôi bỏ cái này đi được. Rồi. Đúng rồi này, đấy nhé. Đúng rồi, tôi làm, tôi mở lại này. Mở cái ao 5 ra này. Đấy, đúng rồi đấy. Chính xác nhé. Đấy, như vậy chúng ta sửa một chút thôi, sửa chỗ này này. Chúng ta thêm cái này nữa là được. Vì bản thân cuối cái file này, cuối cái A này nó có cái ký tự xung lòng rồi. Ta tắt cái này thì nó không bị xung lòng nữa. Rồi. Đấy, như chúng ta hoàn thành mỗi cái bài này là cái bài số 5 là một cái bài tương đối là nó phức tạp hơn một chút. Vừa ao, vừa in, vừa ta xử lý qua nhiều bước cái phần sắp xếp thứ tự. Sách học sinh trong lớp rồi tách tên rồi tạo sách học sinh rồi sắp xếp rất là phức tạp như này đúng không? Xếp theo tên trước họ sau. Các bạn về tham khảo cái bài này nhé. Cái bài này là cái bài chúng ta có thể làm rất là kỹ. Bài này đây là bài mà gọi là xếp thứ tự học sinh thôi. Được chưa? Đây chúng ta là cái bài này chúng ta muốn đẩy ra file, cho nên chúng ta phải viết tiếng Việt là không dấu. Còn nếu chúng ta muốn là xếp theo thiết bị có dấu, chúng ta làm trên máy tính đấy, làm ngay trên máy tính thì vẫn xử lý được, đọc ngay là nhập ngay từ bàn phím, in ra bàn phím thì không sao. Còn muốn đẩy ra file thì bắt buộc phải là cái phần là cái tự ASCII, cho nên không được để tiếng Việt. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Hôm nay là một cái bài thầy ạ. Rất chương trình đấy. Thì buổi sau chúng ta sẽ có cái bài học đọc thêm nữa, là cái bộ tôi tổng kết làm lần nữa, và tôi có thể phần nào tôi sẽ mở rộng thêm nhé. Tôi có cho chương trình. Rồi, nghỉ nhé. Chào các bạn. Dạ. Chào thầy. Em chào thầy ạ.